Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Tuổi Trẻ Online ra mắt giao diện mới với nhiều tính năng tiện ích nhằm giúp người xem có trải nghiệm tốt hơn trên nền tảng số. Chúng tôi đã thiết kế lại toàn bộ giao diện theo hướng hiện đại hơn, thông thoáng cho bạn đọc theo dõi kịp thời tin tức, nắm bắt nhanh những vấn đề chính và dễ dàng tương tác với các nội dung mà bạn đọc quan tâm. Các công nghệ phân tích dữ liệu chuyên sâu nhằm phân phối tin tức dựa trên nhu cầu của bạn đọc để luôn đảm bảo tin tức đó sẽ nhanh và chính xác nhất đến với độc giả. Các tin liên quan cũng được sắp xếp thành một câu chuyện liên mạch để bạn đọc theo dõi dòng sự kiện một cách đầy đủ nhất. Nhiều chuyên mục mới được cập nhật theo thời gian thực như chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ, chứng khoán, dự báo thời tiết, lịch thi đấu bóng đá và các tính năng như AI đọc bản tin, tùy chỉnh cỡ chữ, lưu bài viết, thể hiện cảm xúc lên bài viết, hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm đọc, nghe, xem và tương tác toàn diện cho bạn đọc. Wow! Bên cạnh đó, chúng tôi cũng bắt đầu chạy thử nghiệm Tuổi Trẻ Sao, một phiên bản đặc biệt mang đến một trải nghiệm thông suốt, không quảng cáo, với những nội dung được tổ chức theo câu hỏi và vấn đề của bạn đọc như tư vấn pháp luật, hỏi chuyện sức khỏe. Bạn đọc cũng được xem báo, nhật báo Tuổi Trẻ trực tiếp tại trang, theo dõi các sự kiện nóng nhất đang diễn ra tại Tuổi Trẻ Live. Để đáp ứng nguyện vọng của nhiều bạn đọc, chúng tôi đã tạo ra sao để bạn đọc có thể hỗ trợ nguồn lực phát triển Tuổi Trẻ. Giờ đây, bạn đọc có thể dùng sao để tặng cho tác giả, đổi quà lưu niệm, đăng ký quảng cáo, mua sắm online. Với tất cả những sự thay đổi đó, Tuổi Trẻ Online đang từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng kết nối cũng như thực hiện những nội dung mới theo nhu cầu người xem, từ đó có thể chăm sóc và phụng sự bạn đọc ngày càng tốt hơn.